pháp biệt thự. Vũ, nhà bán như thế nào Vũ? Đang đi coi ở Bình Hào. Bây giờ mình chuẩn bị mình đi vô mình coi. Để xem mọi người mình cũng đi coi vòng vòng cái location nào tương lai sẽ mua về đây. Bây giờ mình đi vô mình coi nhà nhá mọi người. Ok. Wow, cái phòng phòng khách ngồi chơi nè, đẹp chưa mọi người? Đây phòng phòng ăn. The kitchen room. Chắc vậy đó. It's an Asian house. Có hồ bơi nè, hồ bơi quá trời rộng đẹp luôn nè. Mấy phòng ngủ vậy? Nhà này mấy phòng ngủ? Vũ, nhà này mấy phòng ngủ vậy? 5 bedroom. 5 bedroom hả? And how many Is it under? It's down, it should be open. It's just a little tough to pull. Cái này là chỗ máy giặt, máy sấy. Đây cũng là một cái phòng ngủ ở đây. Ủa, Vũ nói là 5 bedroom đừng đó hả? Wow. Sẽ mở cái bếp hộp, hộp tắm. Coi HOA nó bao nhiêu. Này ở ngoài ngang cái hồ, hồ tắm nữa nè. Cái hồ bơi đó, cái hồ bơi chứ. Nè, nó khô qua hết cái trên hết rồi nè. Không có neighbor hả? Yeah, good. Em nó có cái hộp đã trồng cây luôn sẵn luôn nè. Trồng cây. Hay đó. Sau như trồng cây xoài kìa, có cái trồng cây xoài. Yeah, hả? Có hot tub, có xịt đường. Có cái tên cho bonnet đâu luôn. Where the coyote ở đằng sau không có cái nhà nào luôn. Very nice. Rồi, bao nhiêu gam? Nhà này có cái nhà này. Ok. Nhà này 575.000 hả? Ok. Nó có information đây hết. Số nó ra bill 2004. Ồ, bill 2004 hả? Bill vẫn còn đẹp quá ha, mới quá trời luôn nè. Ok. SOA 118 đồng. Ồ, nó có SOA 118 đồng một tháng hả? Một năm hay sao á, một tháng có 39 đồng. Một năm là 118 đồng, một tháng thì trả 39 đồng. Ok, rồi. Cái bathroom này nè, mình mở cửa trong cái, mở cửa ra ra hộp bơi. Đó, đó, mở cửa đi ra hộp bơi luôn nè. Đó. Rồi xong từ hộp hộp bơ đi vô đây là có cái pool bath nè. Đó, ăn súc miệng luôn, có cái toilet, có cái đồ mình đã tắm luôn nè, cái bát luôn luôn nè. Đó, nó cứ. Ok, tiếp tục. Tiếp một phòng ngủ ở đây rồi. Hả? Có người y sinh hả? Cái nhà này có người y sinh hả? Có quay. Cái cầu thang nè. Wow. Cầu thang làm đẹp chưa? Có cái chỗ mà đã cho chơi nè. Con nít đồ chơi đồ luôn nè. Nè, giống như bách bò. Ủa đẹp quá hả? 31 con có cái gỗ này đẹp không?
cái gỗ chứ mà cái bài nào đó. Ồ cái nhà này là oh, nice. Sophia này. Con gái, cái bạn này con gái. Ồ oh, nó có cái bát râm luôn, cái này nó đi chung với nông nè. Nè, phòng của con gái này so cute. Đó. Trời, con gái này có thích đọc và chỉ thích cái khuyến gì đó hả? Đây. Đây là bát râm. Sao mình đi nói qua cái phòng này luôn. Con gái nữa, con trai cũng được, con gái cũng được. Rồi, mà nhà có ba đứa tiểu cô tiểu thơ. Cái nhà đang ở bình hàm, mình vô mình coi, sẵn mình chia sẻ cho mọi người luôn nha. Đó, cái bathroom nó chính giữa hai phòng. Giờ là ba phòng rồi phải không? Uh-huh. Wow. Wow, cái phòng ngủ này. Wow, trời ơi Linh, vô đây coi này Linh. Trời ơi cái phòng ngủ này bự quá trời luôn, master bathroom á. Master bathroom ở trên lầu nè. Bự chưa? Wow. Quá trời bự, đẹp quá. Ồ, coi này Vũ. Trời ơi, coi nè. Đây có cái toilet. Ừ. Có cái tấm đứng, tấm nằm ấy rồi luôn kìa. Trời ơi, đẹp quá trời đẹp. Wow, cái phòng bự quá. Có cái bathroom nữa nè. Bốn phòng bathroom luôn á hả? Bốn phòng, năm phòng ngủ, bốn cái bathroom, phòng tắm á. Phô luôn á, da phô đầy đủ luôn á. Wow, đây là cái phòng phòng thứ năm á. Wow. Phòng này không cần thiết làm office, mình có thể làm thêm một cái phòng nữa nếu mà gia đình nào đông. Thì nó là phòng ngủ. Uh-huh. Bây giờ mình làm trong cái office, nó có closet luôn nè. Kế bên là nó có bathroom luôn, full bathroom luôn. Nhà đây là 500 mấy vậy? 570 mấy ngàn hả? 575 ngàn. Nó build 2004 không? 2004 á. Ok, bây giờ mình chia sẻ cho mọi người xem cái nhà quá trời đẹp luôn. Đây dưới lầu nhà là quá đẹp luôn. Nhà là quá đẹp tuyệt vời. Thank you, bye. Ok, mình coi xong cái nhà rồi, bây giờ mình đi ra. Nhà này quá đẹp luôn. Nhà này mà có ba đứa con rồi hai vợ chồng rồi có thì đó. Wow, cây đu đủ luôn. Nhà này có sẵn cây đu đủ luôn, giờ khỏi cần trồng nha mọi người. Quá tuyệt đẹp luôn. Ok, thank you mọi người. Mình vô mình coi căn nhà này mình thấy rất là đẹp luôn. Vũ, what you think, anh Vũ? Nha. Yeah. 2004 mà vẫn còn mới, rất là đẹp luôn. Cái kiểu design của họ trông đẹp. Ừ. Uh-huh. Yep. Yeah. Ok. Thank you mọi người. Bye bye, tạm biệt mọi người. Bây giờ mình đi dạo tiếp coi vòng vòng nha.